mẹ ơi hai nha. Bây giờ em sẽ hát bè nha, còn người rap chính là em của em nha mọi người nha. 11 tuổi, 2K10, nhà em đang tuyển dâu nha. Đớm đớm đâu hết rồi, đớm đớm ơi. Lòng con biết bao điều chưa nói, cần vòng tay vỗ về, tìm hơi ấm những ngày lạnh giá sao quá xa xôi. Nếu có thể, con muốn quay lại những ngày trước, nơi mà mấy ngôi vẫn còn lên màu chiếc xe cũ kỹ như chạy suốt. Dưới góc hiên nhà mẹ còn đang ao ánh nắng ban chiều vàng lấy đưa. Mẹ kể con chạy ra ngoài đồng ruộng hỏi xem ba nhậu vừa say chưa, hay có dép đứt và mũ bể đầu bán hôn. Ôi tiếng rau ngày ấy làm con chạy mà bán hồn, đậu cho được vài đồng tiền lẻ để mai đi học còn ăn chút quà và chút bánh. Mẹ cho con hết số tiền ít ỏi có quà trong cặp là chúng mánh. 56 tuổi con bước ra đời với những hảo mộng ở trong tay, mơ ước được làm cái chim vực đại hoa đã ngàn ưu tượng còn say, để rồi nhận ra rằng mình thất bại giữa chốn đường đời đầy sợ hãi. Công việc làm thuê có được chút tiền còn mượn căn nhà chạy, họ đánh con đâu họ số con ra chỉ vì làm sai có tí việc, họ chửi lên đầu họ bảo con ngu được tiền làm tiếp con nghỉ việc. Nơi đất Sài Gòn mình quá chật chội tìm đâu khoảng trống để thở than, giả như ngày trước con trả lời mẹ để rồi việc học bị dở dang. Giọt nước mắt lăn dài trên má, mẹ ơi con nhớ nhà, làm sao để quay lại ngày ấy thương biết bao nhiêu. Lòng con biết bao điều chưa nói, cần vòng tay vỗ về, tìm hơi ấm những ngày lạnh giá sao quá xa rồi. Nói vậy thôi nhưng mẹ đừng lo, nơi đây con sống tốt mẹ à, vẫn ăn sáng đều đặn hàng ngày bánh mì hay ổ đó mẹ à. Mẹ thấy con sướng chưa, có điều chẳng nướng chưa, vậy mà không sớm để muộn giờ làm là mất một tháng lương. Con muốn ra chợ để mua cái áo nhưng chợt nghĩ lại nên tôi, nhà mình còn nghèo không có điều kiện tháng chót lâu ngày, đừng quên tôi để tiền dành dụm là khi con bệnh và gửi chút tiền về dưới quê. Thân con trai tráng cho còn không sợ đó mà nghĩ bằng cười chê, chỉ lo một ngày nào đó thời gian làm mẹ phải già khỏi tay chân đôi mất thì mà con ở phương xa sẽ chịu nổi. Đôi game và lời ở trong bài nghe mẹ, mẹ hình dung được con trai xa cách nghìn trùng, con vẫn thương mẹ suốt cả một đời chỉ thương ai. Nhưng mẹ ơi con khóc không biết giờ này mình ngủ chưa, ngày ba ra đi để lại khoáng trống ngoài lời đổ mưa, chỉ còn bờ vai ngày còn những hôm trai gió một mình tìm chỗ dựa. Chắc tại do con bất hiếu đi xa để gia đình chẳng để tựa. Mẹ ơi chiều con lối mây mờ dâm kín, mẹ ơi con sẽ về chờ con nhé mẹ hiền yêu dấu đêm vẫn đêm trời. Ngày mai nắng lên vầng ánh sáng bình minh kia dẫn đường, điều hạnh phúc tuy thật nhỏ bé con đã trưởng thành. Mẹ ơi